Cười cái. Rượu dùng rượu, có nước ngọt sẽ dùng nước ngọt và cùng dâng cao ly rượu của mình lên để cùng với những đoàn chương trình xin phép được hô to. Và quý vị chúng ta sẽ cùng đồng thanh để cùng chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ ạ. Trân trọng kính mời Hanh và Suza chúng ta sẽ cùng cụm ly ạ. Cô dâu chú rể sẽ cùng ngoắt tay hợp cần giao bơi. Và ta xin được hô một, hai, ba, hai, ba, hai, ba. Chúc mừng hạnh phúc. Trân trọng cảm ơn tất cả tình cảm thân thương của quý vị ngày hôm nay đã cùng trở về chung vui nâng ly rượu đào để kính chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ Đinh Lê và Mai Tiên. Sự hiện diện trân trọng của toàn thể quý vị trong buổi tiệc ngày hôm nay chính là niềm vinh hạnh lớn đối với gia đình chúng tôi. Kính chúc cho toàn thể quý vị sẽ có một bữa tiệc thật ngon miệng bên cạnh những người thân yêu của mình. Trân trọng cảm ơn tới sự hiện diện của quý vị rất nhiều.
Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì trở về chung vui với niềm vui hạnh phúc của đôi bạn trẻ, được đón nhận tất cả những tình cảm thân thương của quý vị. Đó chính là những món quà về tinh thần hết sức ý nghĩa dành tặng cho hai em. Và bên cạnh đó, những món quà về vật chất, đó chính là những nền tảng vững chắc để cho đôi bạn trẻ được đi nhập vào đời. Giờ phút này, chúc trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với món quà đầu tiên, là món quà của bà ngoại của chú rể Đinh Lê. Chúc trọng kính mời bà sẽ cùng trở về sân khấu để cùng dành tặng cho các cháu của mình với những món quà. Con đường cho anh Toàn ơi. Tấm này về cho bà Lan. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì bà ngoại của chú rể Đinh Lê tuổi đã cao và tóc đã điểm bạc, nhưng vì niềm vui, niềm hạnh phúc của các cháu, bà cũng trở về với niềm vui, niềm hân hoan, niềm hạnh phúc xúc động với những món quà, những kỷ vật để cùng dành tặng cho các cháu của mình. Thì xin được thay lời cho cô dâu chú rể kính chúc cho bà sẽ có thật nhiều sức khỏe, là một cây cao bóng cả để cho các con, các cháu luôn bóng. Để trân trọng được cảm ơn tới tình cảm của bà rất nhiều. Và kính thưa toàn thể quý vị, ngày hôm nay thì trở về từ quê hương Vũng Tàu xa xôi, thì người cậu của cô dâu Mai Tiên cũng có những món quà, những kỷ vật để cùng dành tặng cho các cháu của mình. Thì giờ phút này trân trọng kính mời người cậu của cô dâu Mai Tiên, trân trọng kính mời cậu sẽ cùng trở về sân khấu để cùng dành tặng cho các cháu của mình với những món quà, những kỷ vật cho buổi tiệc ngày hôm nay. Và kính thưa quân viên của họ nhà trai và quý vị khách mời và bạn bè thân hữu của hai cháu và gia đình, trước hết cho tôi xin thay mặt họ nhà gái gửi đến tất cả chị quý vị một lời chào trân trọng nhất và lời cảm ơn chân thành. Và kính thưa quý vị, những chín trăm cây do đó mà ngày vô vi của cháu là tôi không thể đi được, bởi vì đi với cháu bước cho nên nó thời gian nó quá xa. Hôm nay là tôi mới vô đưa cháu đi về làm dâu nhà chồng, do đó mà tôi chưa tặng quà cho cháu được. Hôm nay nhân dịp này tôi cũng có một món quà nhỏ nhỏ để tặng cho hai cháu, chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc và lần cho hai cháu một cái hành trang để hai cháu bước vào đời. Và xin chân thành cảm ơn. Thưa quý vị, thật là món quà nhỏ nhưng tấm lòng son cậu tặng cho hai cháu để nuôi con sau này. Thưa quý vị, những món hạnh phúc đó chính là... Quý vị sẽ không tiếp một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa để cùng chúc mừng hạnh phúc cho Đinh Lê và Mai Tiên. Và kính thưa toàn thể quý vị, một trong nghi lễ trang trọng nhất trong những buổi tiệc thành hôn đó chính là những nghi lễ trao dâu và nhận rể. Ngày hôm nay trở về chung vui với niềm vui hạnh phúc của đôi bạn trẻ, thì giờ phút này trân trọng kính mời hai bác đoàn trưởng đại diện cho hai bên gia đình, trân trọng kính mời hai bác sẽ cùng trở về phía sân khấu để có những lời phát biểu, lời trao dâu, lời nhận rể trong buổi tiệc ngày hôm nay. Trân trọng được kính mời. Xin được trân trọng kính mời với sự hiện diện của hai bác đoàn trưởng đại diện cho hai bên gia đình ạ. Thưa quý vị sẽ cùng đến với lời phát biểu của bác đoàn trưởng đại diện cho hai bên gia đình. Sẽ có những lời phát biểu cảm ơn trước toàn thể quý vị. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa các quý vị tân khách đại diện cho đảng và chính quyền địa phương. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, hai họ bốn bên. Kính thưa toàn thể các quý vị tân khách. Ngày hôm nay, hai bên gia đình nhà trai nhà gái tổ chức buổi vui liên hoan mừng hạnh phúc cho hai cháu. Thay mặt cho hai gia đình, tôi xin cảm ơn tất cả các quý vị tân khách đã đến dự buổi vui liên hoan mừng hạnh phúc cho hai cháu. Và xin chúc toàn thể các quý vị được mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.